Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hôm nay thì Thiên Định hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2024. Thiên Định đang có mặt tại Vinhome Ocean Park 1 của chị nhá. Hôm nay thì thời tiết 2 ngày hôm nay thì mưa. Bây giờ đang là hơn 4 giờ 4 giờ 12 phút buổi chiều tại Vinhome Ocean Park 1. Thì Định cũng vừa mới dẫn khách đi xem dự án xong. Thì hiện tại thì Định chia sẻ một xíu về thị trường của chị nhá. Thị trường tại Vinhome Ocean Park 1, Ocean Park 2, 3 và cũng như một số thông tin về dự án Vinhome Cổ Loa. Hiện tại thì Định chia sẻ luôn là cái lượng khách hàng hiện tại đang quan tâm Vinhome Cổ Loa rất là nhiều. Đấy. Đối với những sản phẩm thì trong trong tuần này thì hôm nay là ngày thứ sáu rồi thì tại Vinhome Ocean Park thì trong tuần này giao dịch cũng chậm của chị nhá. Thì Định thấy được là có tầm khoảng 4 giao dịch thôi, nó không có nhiều. Tại vì hiện tại thì khách hàng đang quan tâm Vinhome Cổ Loa tương đối nhiều. Còn đối với Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì bán vẫn rất là nhanh, tại vì thực ra là những hai cái dòng khách hàng nó khác nhau. Đấy, những người mà mua Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì người ta lại tầm tài chính người ta vừa phải, người ta ít tiền, người ta không mua được cổ loa. Thì người ta xác định mà mua Ocean Park 2, Ocean Park 3. Mà Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì hiện tại chính sách đang rất là tốt. Cho nên là đợt này là chính vì cái chính sách tốt và giá nó hợp lý cho nên là rất nhiều khách hàng là như vừa rồi đã mua. Đấy. Vừa rồi thì ở bên phía Vinhome Ocean Park 3 thì có ra khu mới là khu Vịnh Thiên Đường 5678, là một cái khu vực mới gần với Grand World. Đối với những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 1 thì Thiên Định vẫn thấy được là hiện tại là chủ nhà đang cực kỳ thiện chí muốn bán. Có những sản phẩm mà chủ nhà chấp nhận giá bán thấp hơn để có thể là đẩy nhanh hàng. Tại vì thực ra là Thiên Định cũng chia sẻ luôn là về Vinhome Cổ Loa thì dự kiến của chị nhá, dự kiến theo thông tin thì thực ra cái này nó cũng chưa chính xác đâu. Dự kiến nó loanh quanh đầu nó tầm khoảng là trong tháng 9, trong tháng 9. Hiện tại thì có rất nhiều các thông tin nào là ngoại giao rồi lấy hàng thế này thế kia thì tất cả nó không chưa chưa có một cái đơn vị nào có thể lấy được hàng ngoại giao thời điểm này đâu chị nhá. Thực ra ngoại giao thì Định cũng lấy thôi, thì Định có rất nhiều đơn vị lấy ngoại giao nhưng mà bây giờ chưa chưa có. Đấy. Ai mà bảo bây giờ lấy được rồi là chắc chắn chưa có hàng của chị nhá. Mà có rất nhiều các bạn sẽ bảo là sẽ đã đặt cọc thiện chí rồi đặt cọc lấy căn đấy thì coi như chúng ta cũng không nên đặt cọc. Cũng có rất nhiều trường hợp từ cái thời 2018 mà gọi là khách hàng cũng đã bị lừa rất là nhiều vào cái tình trạng đặt cọc xong là cái người nhận cọc người ta nhận rất nhiều, cuối cùng là người ta chạy luôn. Đấy, rất nhiều trường hợp đấy chị ạ. Mà cuối cùng đòi thì cũng kiểu như là cũng không không đòi được, có những trường hợp cũng đòi được đấy nhưng mà thời gian rất là lâu, cũng có những trường hợp là không đòi được luôn, bỏ chạy luôn. Nó đã tính lừa đảo rồi mà nó nhận nhận cọc nên càng nhiều thì nó lừa đảo. Cho nên khi mà chúng ta nhận cọc thiện chí, một là chúng ta phải đặt trực tiếp với sàn đấy, và cái sàn đấy phải là sàn F1 của chủ đầu tư đấy. Hai là nếu như đặt cọc cho cá nhân thì cá nhân đấy cũng phải có xác nhận ngoại giao, xác nhận lấy căn từ mail của chủ đầu tư hay là cái gì đấy, có thông tin gì đấy, nó nhiều cái nó phải rõ ràng đấy. Chứ chúng ta không nên gọi là vì quá nôn nóng mà chúng ta lại 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 đặt cọc thiện chí thế này thế kia. Bây giờ các sàn cũng chưa có sàn nào dám nhận cọc thiện chí cả chị nhỉ. Đấy, về dự kiến nó loanh quanh tầm khoảng tháng 9, còn thông tin chính xác thì Định chưa biết được. Giá du mô thì cái giá thì thực ra thì Định chia sẻ luôn là giá như thời gian vừa rồi vừa đưa ra thì nó loanh quanh đâu đó những cái căn liền kề mức giá trung bình rơi tầm 280 triệu mét. Còn vị trí đẹp, vị trí view hồ thì nó loanh quanh từ tầm 350 đến 400 đấy, tùy vị trí. Thực ra là cái giá mà tầm loanh quanh tầm 280 thì Định nghĩ nó cũng 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 là giá bình thường, cũng không phải là cao. Hiện tại thì bán cái thời gian mà cầu Tứ Liên chưa làm thì với mức giá đây là mà giá hợp lý. Còn khi mà cầu Tứ Liên đã làm thì Định chia sẻ thật luôn là không còn mức giá đấy nữa đâu. Khi mà cầu Tứ Liên nó đã thông thì vị trí nó đẹp hơn cả Riverside. Giá của nó phải rơi tầm khoảng những cái căn trung bình nó phải rơi tầm khoảng từ 350 đến 400 triệu mét là bình thường. Còn bây giờ thì hiện tại thì cầu chưa làm đấy,
kết nối giao thông thì xung quanh thì dự án thì đất gọi là vẫn chưa có cái gì gọi là khu vực đấy nó chưa phát triển nhiều. Thì giá bây giờ với cái mức giá tầm 280 triệu một mét là cũng là cái mức giá mà so sánh thì gọi là nếu như một cái dự án mà không có cái gọi là cái trục đường kết nối với cái cầu Tứ Liên sang bên Tây Hồ ấy thì giá đấy sẽ là giá cao. Nhưng mà sau khi nếu như mà được kết nối thì giá đấy lại là giá rẻ, giá hợp lý và chúng ta đầu tư được mới chị nhá. Đấy. Thì ai chúng ta mà quan tâm thì có thể inbox trực tiếp với qua Zalo. Thì hiện tại thì hầu như những cái thông tin cơ bản đã có hết rồi. Bản đồ mở bán đã có hết rồi. Thời gian dự kiến thì hiện tại thì cũng nói chung là cái thời gian thì nó không không dám chắc được. Chủ đầu tư thì đôi khi bên chủ đầu tư sẽ ra hàng, đôi khi nói đến trong tháng 9 thì chưa chắc, có khi là ra rất nhanh. Đấy. Đấy, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, ví dụ như phụ thuộc vào cái tính pháp lý của dự án này. Đấy, thuế má này, rồi phụ thuộc vào kiểu như là tiến độ nữa này, đúng không ạ? Tiến độ thì bắt buộc là phải xây như nào đấy thì mới bật được bán. Không biết là đối với cái dự án sau cái luật mùng 1 tháng 8 nó đưa ra thì không biết là Vinhome Cổ Loa thì chủ đầu tư sẽ bán theo cái hình thức nào. Đấy, thì chúng ta cũng phải chờ đợi thôi. Đến thời gian này thì thực ra là mọi người đang quan tâm rất nhiều, khách hàng đang quan tâm rất nhiều. Đấy, thì nếu như ai mà quan tâm thì tương tác với Thiên Định nha. Inbox với Thiên Định số điện thoại là 0933313931. Đấy, có thể inbox Zalo hoặc gọi điện trực tiếp hỏi cũng được. Thì Thiên Định sẽ chia sẻ những cái thông tin, và nó quan trọng là cái xu hướng và xu thế để chúng ta đầu tư. Chúng ta phải nhìn nhận đánh giá khách quan là cái thằng dự án này nó tiềm năng như thế nào, ra hàng như thế nào, mua hàng bán hàng như thế nào, và chúng ta phải dự tính được rằng là sóng đánh nó sẽ như thế nào. Đấy, liệu là chúng ta có thể để lâu được không, hay là lướt ngắn hạn khoảng thời gian bao lâu, chúng ta đều phải có chiến lược của chị nhá. Tất cả cái việc mua bán và đầu tư chúng ta phải có chiến lược, chứ không là cô chú chúng ta cầm than là bỏng tay đấy. Đấy. Chúng ta cũng giống như cái kiểu Thiên Định chia sẻ luôn là một cái dự án đầu tiên mở bán đấy, dự án nào cũng vậy, chủ đầu tư sẽ tạo thị trường rất là hot. Không những chủ đầu tư còn các bạn sale, các sàn bất động sản sẽ cùng nhau hát một bài hát làm cho cái thị trường của sản phẩm đấy nó sẽ tăng một cách đột biến luôn. Đấy, cho nên là những người vào đầu kiểu gì cũng thắng. Đối với những dự án mới và đặc biệt là thời gian này cũng không phải là thời gian gọi là khó khăn của thị trường đâu. Hiện tại thì cái người cầm tiền và đang chờ dự án ra rất là nhiều. Đấy. Kể cả những người ở Riverside, cư dân Riverside, cái số lượng cư dân Riverside chúng ta biết là nó có rơi tổng khoảng là 1.500 căn đúng không ạ? Ocean Park 1 thì đang có là 2.395 căn. Đấy. Thì đây là những khách hàng mà là người ta đầu tư những dự án của Vin rồi, và hiện tại thì những gọi là những cư dân ở hai dự án này đều là những cư dân người ta đã có tìm hiểu từ trước rồi. Hầu như dự án Vinhome Cổ Loa chúng ta đã biết là dự án đã bắt đầu triển khai và thông tin nó có từ 5 năm trước cơ. Cho nên không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà 5 năm trước thì đấy, người ta mua dự án này, mua dự án kia, đầu tư dự án này, đầu tư dự án kia, mua Riverside, mua Harmony, mua Vinhome Ocean Park 1, mua Vinhome Ocean Park 2. Và bây giờ là cái dự án mới người ta ra thì người ta gọi là với một cái vị trí đẹp như Vinhome Cổ Loa thì hầu như mọi người đều rất quan tâm. Không những cư dân của Vinhome người ta đã sành sỏi ở cái sản phẩm của Vinhome rồi, mà kể cả những người ở bên trong khu vực nội thành đấy, xung quanh Hà Nội, kể cả ở cái khu vực, kể cả trong Sài Gòn hoặc là một số các tỉnh lân cận, nói đến Vinhome Cổ Loa thì hầu như mọi người đều rất là quan tâm của chị nhá. Cho nên là cái lượng khách hàng mà giờ quan tâm nó phải lên đến cả hàng hàng mấy chục nghìn người, không phải là chị, mà dự án chúng ta biết là có hơn 4.000 căn thôi chị nhá. Đấy. Đấy, dự án có gọi là hơn 4.000 căn thôi. Nhưng cái lượng khách quan tâm thì chắc chắn là Thiên Định không thể biết được rồi. Không thể biết được là cái lượng khách nó tầm bao nhiêu rồi, tại vì Thiên Định không khảo sát được, đúng không ạ? Mình phải là người đi khảo sát, hoặc là một cái đơn vị để đi khảo sát thôi. Nhưng mà mình lượng thấy được rằng là cái lượng cư dân mà quan tâm của nó ấy, thì chúng ta hãy tưởng tượng rằng là tất cả những cái dự án của Vin xung quanh Hà Nội trước giờ, như là Vinhome Dan à Vin Vin Vinhome Garania là Vinhome Hàm Nghi này, rồi Vinhome Green Bay là Vinhome Mễ Trì đấy này, đấy, rồi Vinhome Thăng Long này, Vinhome Riverside này, Vinhome Jamuni này, Vinhome Ocean Park 1 này, đấy là những cái dự án của Vinhome mà đã bán hàng rồi. Đấy, thì chúng ta lựa vào những cái số lượng khách hàng của những dự án đấy, trong tầm của gọi là những khách hàng của những dự án đấy người ta sẽ quan tâm đến Vinhome Cổ Loa, thì cơ bản nó đã bao 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 nhiêu rồi, nó cả đã cả chục nghìn người rồi.
Đấy, còn không tính đến gọi là nào là khách hàng ở quanh Hà Nội này, các tỉnh lân cận này, rồi khách hàng của trung tâm Hà Nội này. Đấy, những cái người giàu ở Hà Nội quá nhiều, chủ yếu là người ta chưa tìm được một cái dự án gọi là để người ta định cư, người ta sinh sống thôi. Mà cái khu vực nếu như bên khu vực mà Hồ Tây ấy, khu vực Hồ Tây người ta sang người ta mua chắc chắn cũng rất là đông rồi. Đấy, khu vực Hồ Tây, ở khu vực khu vực Ba Đình, đấy, Hoàn Kiếm, người ta sang người ta mua kiểu kiểu gì kiểu thì cái lượng khách quan tâm như Vinhome của Loa nếu như mà cao nó phải rơi cả hàng trăm nghìn người quan tâm, nhưng mà ít đâu chị. Mà chúng ta thấy là cái số lượng căn nó chỉ hơn 4.000 căn thôi. Cho nên nó sẽ có sự gọi là cạnh tranh, chênh chẹo làm giá cực kỳ ác. Thời gian đầu kiểu gì cũng có sự bán chênh bán chẹo rất là nhiều. Đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu được là đối với dự án này chúng ta cần phải chớp nhoáng là mua, là phải mua thật nhanh. Đấy, không có chần chừ kiểu gì cũng phải bị mua giá cao của chị nhá. Và những người mua sau cùng kiểu gì cũng phải mua giá cao, và khả năng là những người sau cùng là những người bị chững một thời gian tương đối lâu, phải chờ khi nào cái cầu Tứ Liên người ta hoàn thiện xong. Đấy, y vào Khánh Thành là lúc đấy là cái giá bắt đầu mới tăng tăng nhiều. Đấy, hoặc là cũng cũng bắt đầu triển khai cầu Tứ Liên, mà bắt đầu triển khai đến khi thời điểm mà mở đường nó sẽ là tăng nhiều. Còn không là bây giờ chúng ta phải phải hiểu được một điều rằng là cái dự án của chúng ta ấy là cái lượng quan tâm nó nhiều, nhưng mà đôi khi ấy, những người quan tâm đôi khi người ta lại lại cũng kiểu như dò la. Đấy, người ta không quyết tâm, người ta mua ban đầu thì người ta dò la, thì những người dò la đấy người ta không có cái gọi là cái ra đòn quyết định nhanh thì chắc chắn sẽ bị mua giá cao. Đối với dự án này chênh ít là mua ngay, chênh ít là mua ngay, chắc chắn là phải chênh luôn chứ nhá. Chắc chắn đối với dự án này không có trường hợp chúng ta mua chênh, trừ khi chúng ta mua trực tiếp của ngoại giao thôi thì không chênh. Còn đâu là như dự án Vinhome Cổ Loa sẽ bị chênh, chênh qua các cầu như là kể cả như sale các sàn đấy nó cũng ôm đấy. Sale các sàn mà thấy vị trí căn đẹp kiểu kiểu cũng ôm đấy. Rồi khách hàng, những cái khách hàng mà đầu tư cầm tầm khoảng mấy chục tỷ hay là cả trăm tỷ hay 200 tỷ, người ta mua vào người ta lướt, người ta ôm căn nào không không lướt được người ta vào tiền cũng có chị nhá. Đấy, thì định có những đơn vị đầu tư người ta đang rất là nhiều tiền. Cho nên chúng ta phải hiểu một điều rằng là với cái dự án này thì nó sẽ là cái gọi là cái giống như một cái nó giống như một cái gọi là một cái dự án mới để gọi là một cái kênh kiếm tiền mới ấy. Kiểu giống giống như một 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 cái kênh đầu tư, một cái không phải cái kênh đầu tư mà ý là một cái thương vụ đầu tư mới, mà cơ hội cho những người người ta đang gọi là kiếm người ta đang có tiền, người ta kiếm tiền đấy. Thì đây là hầu như rất nhiều các cái người đang nhìn thấy là miếng mồi này rất ngon, cho nên chúng ta phải phải hiểu là cái sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt của chị nhá. Đấy. Và chắc chắn rồi chủ đầu tư sẽ mở bán luôn, gọi là trong đấy có 11 tòa chung cư nữa của chị nhá, sẽ có 11 tòa chung cư nữa. Hơn 4.000 mà thì định nhớ là chưa đến 4.200 căn thấp tầng, trong đó có tầm khoảng 160 căn song lập, 160 căn đơn lập. Đấy, cả song lập và đơn lập nó loanh quanh đâu đó chỉ tầm 320 căn, cộng với là có 11 tòa chung cư cũng sẽ mở bán luôn rồi chị nhá. Tại vì sao? Chắc chắn rồi, thời gian này là chủ đầu tư mà không mở bán chung cư thì đúng là sai lầm, tại vì thời gian này là cái thời gian đang có cái sóng chung cư rất là lớn, đúng không ạ? Bán thời gian này là bán cực kỳ luôn, bán ở đỉnh sóng rồi đấy. Bán thời gian này là chung cư đang có sóng rất là lớn. Giá bây giờ chủ đầu tư mở bán ở bên Vinhome Cổ Loa, chung cư của nó phải loanh quanh tầm khoảng 70 triệu một mét chị ạ. Cái giá sẽ không rẻ đâu. Đấy. Cho nên là nếu như chúng ta mà không đủ thấp tầng, chúng ta mua được thấp tầng thì chúng ta có thể mua chung cư, đầu tư chung cư. Vị trí chung cư bên 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 Cổ Loa cũng là vị trí rất đẹp. Thì mình mới chia sẻ là vị trí rất đẹp. Đấy. Diện tích tổng thể là 380 ha, trong đấy có 90 ha là của bên bên khu vực triển lãm. Đấy. Bên đấy thì có tất tần tật trường học, rồi sau này bệnh viện, rồi tòa nhà văn phòng. Đấy. Nói chung là nó rất là trung tâm, phải nói là Vinhome cũng là rất là trung tâm. Còn Thiên Định thấy được rằng là chính vì cái sức hút và sức nóng của Vinhome Cổ Loa nó làm cho thị trường tại Vinhome Motion Park 1 nó đang bị chậm lại. Mọi người đang những người tầm tiền mua được ở Sơn Bắc 1 thì có thể Vinhome mua Vinhome Cổ Loa rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là hầu như là Vinhome Cổ Loa nó đã sức hút, cho nên hiện tại là Vinhome Sơn Bắc 1 nó đang Thiên Định đang thấy được là cái sự chậm của nó. Đấy, mọi người đang gọi là đang có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu Vinhome Cổ Loa mà tầm khoảng sang năm ra hàng đi thì nó lại khác. Vinhome Cổ Loa mà ra hàng sớm thì sau cái Vinhome Cổ Loa ra hàng thì Vinhome Sơn Bắc 1 nó mới sóng. Quý chị ạ.
Thế định chia sẻ luôn là Vinhomes Plaza ra hàng xong nhá chị nhá. Những khách hàng nào mà lướt được rồi, hai là những khách hàng mà không mua được. Đấy, sau quay lại Ocean Box 1 thì Ocean Box 1 này lúc đấy nó sẽ tăng lên một bước giá mới rồi chị ạ. Cho nên là ai chúng ta mà mua Vinhomes Ocean Box 1 thì mua thời điểm này nó là ok nhất. Đấy, trong tháng Âu này, còn bây giờ đã là hai bao nhiêu ạ? Hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? Thì trong tháng Âu này, đấy, trong tháng Âu này rồi chúng ta mua là quá là hợp lý rồi. Mà để qua tháng Âu chắc chắn một điều là sẽ có sự leo thang. Và sau leo thang nhưng mà nó chưa cao. Khi mà Vinhomes cổ loa ra hàng xong, đấy, phải được tầm khoảng 1-2 tuần đến tầm 1 tháng quay trở lại thì khả năng Vinhomes Ocean Park 1 là lúc đấy lên một bước giá mới rồi. Người anh em ơi, hôm nay chạy có mình thôi à? Hôm nay chạy mình thôi. Hôm nay chạy một mình thôi. Chạy 30 cây. Ủa thế à, được mấy cây rồi? Ôi giời ơi. Đây, ngày xưa đây này cô chị này. Ngày xưa như Thiên Định là lúc nào cũng chạy như này. Ngày chạy 20-30 cây, không thấy mệt luôn. Nhưng mà bây giờ thì đúng là đuối lắm rồi. Đang chạy lần đấy sao mà lại chạy 30 cây rồi này? Không, bài tập của anh phải có bài dài mà. À thế à? Không chạy được, lông lăn ấy. À thế à? Nhưng mà chủ nhật thì không chạy được. Hôm nay mới có thứ 6 mà. Ừ thì chạy hôm nay. Vâng. Không có lộc tiền. À. Chúng ta làm phải chạy. Vừa rồi có mùi ông chạy 100 cây với anh vừa rồi chạy 100 cây đúng không? Ừ. Kinh nhỉ. Nhanh. Chạy 100 cây bao nhiêu phút? À bao nhiêu tiếng? Tổng tất cả thời gian nghỉ là 11 tiếng. 11 tiếng. Còn thời gian thực tế chạy là 9 giờ 40 phút. Ờ. Đi bay 5 hả? Kinh nhỉ. Chạy 100 cây mà chạy pay 5 là cũng khủng khiếp đấy. Quá đẳng cấp mà mùa hè. Ờ. Hôm nay ngâm chết chân rồi. Nhưng hôm nay nắng à? Nắng như à, chạy 5 cây thì gãy rồi, định bỏ rồi. Ra trên đường về thì lại mưa. À thế à? Hôm nay anh ngâm chân cứ hai vòng lại ngâm chân. Em là mới tê chết chân. Em là mới chạy được có 50 cây thì là cái đợt anh em mình chạy đấy là hết rồi đấy. Chưa chạy được quá 50 cây. Đợt này vẫn đang mệt chưa chạy được cơ. Hẹn anh em một dịp gần nhất. Ok. Đấy, đội chạy của Vinhomes Ocean Park Runner chị ạ. Thiên Định thì có sinh hoạt trong câu lạc bộ thì cũng lâu rồi không chạy, tại vì gọi là Thiên Định đợt Thiên Định chạy nhiều quá, ngày nào cũng chạy 20-30 cây, có ngày cuối tuần thì chạy 40 cây, có hôm chạy 50 cây. Thế là nói chung là Thiên Định mới chạy có 50 cây đổ lại thôi. Chạy 50 cây là chạy liên tục nha chị nhá. Chạy từ 2 giờ sáng. Đấy, 2 giờ sáng là dậy chạy rồi. 2 giờ sáng nhớ là chạy đến tầm khoảng 8 rưỡi 9 giờ sáng gì đấy. Đấy, chạy liên tục luôn. Chạy sau sáng sau là còn dậy còn lại vẫn đi làm cơ mà. Cũng khiếp thế. Sáng sau lại vẫn đi dẫn khách cơ. Đà chạy cái này là chạy ham lắm. Như chạy kiểu 30 cây là chạy nhẹ nhàng lắm. Chạy 30 cây hầu như ngày nào cũng chạy, 25-30 cây chạy ngày nào cũng chạy cực kỳ nhẹ nhàng. Chạy thì nó tùy theo tốc độ thôi, chạy chậm thì nó chạy nhẹ nhàng. Chạy mà chạy pace nhanh thì nó mới mệt, với cả là nó cần tốc độ rồi, còn không cứ chạy nhẹ nhàng thôi. Đã chạy được là hầu như chạy rất là thích luôn, nghiện luôn rồi chị ạ. Đấy, thì Thiên Định đang nói đến thị trường. Thì thực ra là thời điểm này là thời điểm rất tốt luôn chị ạ. Thời điểm rất tốt để chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tại Vinhomes Ocean Park 1. Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì định không nói. Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì ai mà tầm tiền vừa phải thì chúng ta cũng không nên lăn tăn nhiều. Tại vì Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì riêng Ocean Park 2 chị nhá. Riêng Ocean Park 2, tại vì Ocean Park 2 là cái số lượng căn là bán nó đã hầu như là gần hết rồi. Số lượng căn còn rất ít, không như Ocean Park 3 số lượng căn còn tương đối nhiều. Ocean Park 2 thì còn rất ít. Như phân khu đảo dừa là càng ngày càng khan hiếm đấy. Phân khu đảo dừa hay cái cỏ xanh Hải Âu cũng vậy. Chà là bây giờ làm gì có còn bán mới. Chà là bây giờ chỉ có mua đi chuyển nhượng thôi. Đấy, hay là cỏ xanh Hải Âu thì bây giờ vẫn còn những cái sản phẩm bán mới. Nhưng mà có những cái căn mà chủ nhà bán cắt lỗ vẫn còn, cô chị nhá. Đấy, có những căn chủ nhà bán cắt lỗ vẫn còn. Còn giá của nó thì bây giờ liền kề của nó như đợt vừa rồi, liền kề mà 48m rẻ nhất là 5 tỷ 8 thì bây giờ đã lên 6 tỷ rồi. 5 tỷ 9 6 tỷ rồi. Nó có sự tăng trưởng nha chị nhá. Tại vì nó kiểu như là cái là thứ nhất là hàng chủ đầu tư gần hết này. Thứ hai là những cái căn đấy là những cái căn mà bán cắt lỗ này. Thì bây giờ nó cứ tăng giá dần lên. Đấy, càng ngày càng khan hiếm. Những cái căn mà ví dụ 5 tỷ 8 bán xong rồi lên 5 tỷ 9. 5 tỷ 9 bán xong rồi lên 6 tỷ. Thì bây giờ những căn rẻ nhất cũng lên loanh quanh đầu nó cũng từ 5 tỷ 9 đến 6 tỷ cho những căn 48 mét.
mà rẻ nhất thì bây giờ chỉ có phân khu Trà Là thôi đấy, còn các cái phân khu khác thì phải tần hơn 6 tỷ rồi. Như nếu như 48m ở sau biển thì vậy rơi tầm khoảng 6 tỷ rưỡi 7 tỷ, đấy 6 tỷ rưỡi đúng chị ạ. Đấy cho nên là ở đây thì thực ra thì định thấy được rằng nếu như chúng ta đầu tư mà ít tiền thì Ocean Park 2 cực kỳ hợp lý. Tại vì sao? Chúng ta phải nhìn thấy cái gọi là cái tương lai ấy. Về sau thì chúng ta có thể nhìn thấy được là kết nối giao thông nhá chị nhá. Chúng ta thấy được kết nối giao thông của cái cầu gọi là cái cầu vành đai 3.5 thì nó nối cầu gọi là cầu Ngọc Hồi đúng chị ạ, đúng không ạ? Cái cầu Ngọc Hồi nó nối đi bắc qua sông Hồng đấy, đi chạy qua vành đai 3.5, và còn cái cầu Mễ Sở nó chỉ chạy qua vành đai 4 đấy, chạy qua sông Hồng. Thì chúng ta có thể là kết nối sang trung tâm Hà Nội nó sẽ thuận lợi hơn, thì nó sẽ làm cho kiểu như là nó cái giao thông, cái di chuyển nó tốt hơn, thì khi đấy mọi người sẽ gọi là sẽ quan tâm nhiều hơn đấy. Rồi chúng ta có thể thấy được là càng ngày thì các cái tiện ích nó càng lên nhiều, cái trung tâm thương mại đi vào hoạt động nó cũng khác này. Rồi sắp tới chúng ta có thể thấy được rằng là theo thông tin thì đến quý 4 của năm 2024 này thì cái tòa nhà ở xã hội 43 tòa ở khu vực phố biển này cũng là triển khai thi công này. Rồi có nhà ở xã hội tại cái phân khu Trà Là giáp với đảo Dừa đấy thì là cũng triển khai thi công này đấy, đúng không ạ? Hay là tòa nhà văn phòng thì lên này, tòa nhà văn phòng lên này, bệnh viện Vinmec lên này, đúng không ạ? Hay là những cái khu thương mại dịch vụ như cái thằng Little Hồng Kông đấy, là cũng là một trong những khu thương mại dịch vụ thôi, còn nó có rất nhiều cái khu thương mại dịch vụ như Little Hồng Kông như vậy nha chị nhá. Đấy nó cũng sẽ mọc lên này, nó sẽ có cái sự phát triển này, đi vào hoạt động kinh doanh này, chủ đầu tư thì có những cái đơn vị thuê những cái làm những cái gọi là những cái dịch vụ như vậy, và làm mà nó nếu hiệu quả thì bán hàng chủ yếu là thúc đẩy là đẩy hàng thôi đấy. Cho nên chúng ta phải hiểu được một điều là cái tương lai của Vinomotion Park 2, Ocean Park 3 ấy, khẳng định là nó nếu như thời gian ngắn ấy, nó sẽ có sự tăng trưởng, nhưng mà tăng trưởng chưa được đột phá. Còn nếu như tăng trưởng đột phá thì khi phải bán hết hàng thì lúc đấy tăng trưởng đột phá. Còn chắc chắn luôn thì định chia sẻ thật luôn, chúng ta mua vào chắc chắn sẽ hơn gửi tiền gửi ngân hàng, là cái chắc chắn cô chị ạ, chắc chắn nó sẽ hơn tiền gửi ngân hàng, thì định tin chắc là như vậy. Tại vì sao? Còn mua thì chúng ta phải mua tùy nhá, và mua về Ocean Park 2 vị trí nào này, đường càng đẹp hay là càng khan hiếm như phân khu đảo Dừa thì định thấy tiềm năng, thì chúng ta phải cân nhắc cô chị nhá. Đấy thì hôm nay thì thì định muốn chia sẻ, nếu như chúng ta muốn biết sâu hơn về thị trường, về giá cả, hay là tìm hiểu các sản phẩm, các cái căn vị trí để chúng ta mua đầu tư cũng như tham khảo, thì hãy liên hệ trực tiếp với con số điện thoại là 0933 313 931 của chị nhá. Hôm nay Thiên Định vẫn còn đang bị khan cổ này. Khan cổ là do gọi là nói chung là Thiên Định tư vấn khách thì rất là nhiệt đấy. Khi mà đã gặp khách rồi nha chị nhá, Thiên Định tư vấn rất là nhiệt. Chính vì cái tư vấn nhiệt cho nên nói liên tục thì làm cho cái cổ của mình nó bị khan cổ luôn. À bên đây thì thực ra là đây. Ở đây là cạnh trung tâm thương mại đây, thì có cái khu vực này là quy hoạch trường. Vừa rồi là Thiên Định thấy có đào lấp rồi san lấp cái khu vực này, Thiên Định từng là làm trường. Nhưng mà khả năng thì đây sẽ làm cái bãi đậu xe của VinFast thôi anh chị ạ. Đây này, bên phải đây này, đấy. Thế đổ bê tông rồi nhưng mà làm trường thì không ai làm kiểu này cả. Khả năng là đây là làm cái bãi đậu xe tạm thôi anh chị nhá. Chưa phải làm trường đâu. Còn đây là quy hoạch là trường liên cấp của chị ạ. Đấy, trường liên cấp VinSchool. Đấy. Ở đây là xưởng dịch vụ này. Còn ai mà quan tâm đến Vinhome Cổ Loa thì liên hệ trực tiếp với Định nhá, hoặc là Zalo nhá. Thì Định sẽ gửi tất cả những thông tin, kể cả giá cả, Zumo, rồi bản đồ đấy. Chính sách thì chưa có gì cả. Chủ lây hiện tại chúng ta đang có những cái thông tin sơ bộ, thì có cái gì là đã có hết rồi chị nhá. Còn sắp tới thì Định sẽ lên quay Flycam. Thì Định chia sẻ luôn, nếu như đã bắt đầu bay Flycam thì Định sẽ cập nhật liên tục. Sẽ bắt đầu cập nhật liên tục cứ hàng tuần, cũng giống như Vinomotion Park 2, Ocean Park 3 ấy, là khi mà đã bay được gọi là bay Flycam thì sẽ cập nhật hàng tuần, tuần nào thì mình cũng sẽ bay cho anh chị xem. Như hôm nay là ngày thứ 6 này thì khả năng thứ 7 chủ nhật gì đấy thì mình sẽ bay Flycam của Ocean Park 2, Ocean Park 3 cho anh chị xem. Còn đối với Vinhome Cổ Loa, tại vì hiện tại thì chủ đầu tư vẫn chưa cho phép các cái thông tin hình ảnh này kia, cho nên thì mình cũng chưa bay. Chứ thực ra là mình bay xong đăng lên xong chủ đầu tư lại thanh tra tập đoàn người ta lại bắt xóa thì nó cũng ảnh hưởng đến kênh, cho nên Thiên Định cũng chưa bay. Nhưng mà sắp tới nếu như mà được phép ấy, đấy Thiên Định sẽ bay thử, nếu được phép thì Thiên Định sẽ cập nhật liên tục, tuần nào Thiên Định sẽ chia sẻ những cái hình ảnh tại Vinhome Cổ Loa cho chị xem nhé. Ok, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị trong video tiếp theo. Thiên Định xin chào.